Người thông minh cả đời sẽ không hỏi bốn câu này. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu: đời này trăm vạn sự việc, muôn chuyện phức tạp, đời này cũng đơn giản rõ ràng, đơn bạc tại tâm. Người có tâm sự nặng nề luôn tự tìm về phiền muộn, người có tâm tư đơn thuần không bao giờ tự tìm kiếm những rắc rối. Chuyện thế gian không phải đều có nhân quả đúng sai. Người thông minh chân chính cả đời không hỏi bốn câu sau đây. Quý vị hãy lắng nghe và cùng suy ngẫm nhé. 1. Duyên phận, không hỏi kết quả. Bạch Lạc Mai viết trong cuốn Sunshine of My Life: nếu hữu duyên, cho dù núi cao tuyết trắng, vạn dặm tầng mây, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Còn nếu vô duyên, chân trời góc biển, khó lòng tương phùng. Con người ở đời này gặp ai hoặc bỏ lỡ ai đều là được quyết định bởi chữ duyên. Có người đi cùng một đoạn đường liền nói lời tạm biệt, có người cứ mãi ở bên cạnh chưa từng rời đi. Hà tất phải chấp nhất trong một quá trình, cần gì phải cưỡng cầu một kết quả. Quý trọng những lần gặp gỡ chính là sự sở hữu thật sự. Phải biết rằng trong một mối quan hệ, vô tình gặp gỡ hay cuối cùng chia ly đều là sự an bài tốt nhất. Bởi vì có thể va vào nhau một vài khoảnh khắc giữa dòng đời này đã là chân quý lắm rồi. Duyên đến duyên đi là chuyện thường của nhân sinh. 2. Yêu nhau không hỏi quá khứ. Đối với những người mình yêu thương, chúng ta thường chú ý đến mọi thứ về họ. Đây chính là lý do nhiều người luôn thích theo dõi quá khứ, nhắc lại chuyện cũ. Chúng ta lao tâm khổ tứ, lòng đầy nghi ngờ, kết quả mình lại là người bị thương sâu nhất. Người thông minh chân chính chưa bao giờ ăn mày quá khứ mà bỏ qua hiện tại. Bất kể nồng cháy hay đau thương đến đâu thì quá khứ vẫn không thể thay đổi. Để ý và nuối tiếc quá nhiều chỉ khiến vết thương thêm đau. Học cách nói lời tạm biệt với quá khứ, buông tha cho những gì đã qua, trân trọng hiện tại mới là trí tuệ lớn của nhân gian. 3. Chia tay không hỏi ngày về. Tất cả lời tạm biệt đều là một câu buồn, chỉ là mọi người đều hy vọng chia tay không phải là dấu chấm hết mà là dấu gạch ngang, mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại, nhân duyên còn tiếp diễn. Chỉ cần nhớ thương lẫn nhau, tất cả cuộc chia ly đều sẽ hóa thành niềm vui mỗi khi nghĩ đến nhau. Khi xưa chúng ta nói lời chia tay, thề hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Song chúng ta đều bận rộn, cuộc gặp gỡ lại càng kéo dài. Người thông minh không còn hỏi han, nhưng chờ đợi trong im lặng. Nỗi đau chia tay đã tạo ra sự xúc động khi tương phùng. Cuộc sống này là vậy, gặp gỡ thì ít, chỉ có chia tay là nhiều. Chỉ nguyện khi gặp được nhau, bất kể tình yêu hay tình bạn, chân thành, quý trọng. 4. Chuyện đời không hỏi đúng sai. Chuyện ở đời này vốn không có đúng sai, chỉ có lòng người khác nhau, tư tưởng khác nhau, nguyên tắc và lập trường của mỗi người khác nhau mà thôi. Chuyện thế gian không phải chỉ có đen và trắng. Trong cuộc sống này, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bên cạnh đó, không nên đánh giá người khác với các tiêu chuẩn của riêng mình. Điều quan trọng nhất là phải biết thay đổi tư duy, không hỏi đúng sai. Dụng tâm làm tốt mọi việc, thật lòng đối xử với mỗi người là trí tuệ trong đối nhân xử thế. Đúng cũng tốt, sai cũng được, không cần rối rắm khúc mắc. Nếu mọi chuyện đều phải so đo nguyên nhân hỏi rõ ràng, vậy thì mệt mỏi, phiền lòng cũng chỉ có bản thân. Quý vị thân mến, giao tiếp hiệu quả hay ăn nói có duyên, khéo léo luôn là điều quan trọng nhất trong các cuộc gặp gỡ hàng ngày. Chúng ta sẽ gặp nhiều người trong quá trình làm việc hay đi ra ngoài. Vì vậy, giao tiếp là vấn đề nên được chú ý một cách cẩn thận. Làm thế nào để chúng ta có thể giao tiếp hiệu quả, có duyên và ấn tượng với mọi người? Sau đây là những gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. 1. Đừng vội vạch lỗi người khác. Từ trước đến nay, kẻ trong cuộc luôn là kẻ chủ quan, kẻ
kẻ đứng ngoài mới là người khách quan. Mỗi người đều sẽ vô tình hay cố ý rơi vào những hiểu lầm nhất định, trở thành người trong cuộc chủ quan, coi một phần chân tướng là toàn bộ sự thật. Bạn suy đoán cá nhân về một phần của hoàn cảnh nào đó, bạn nhìn thấy và rồi trả lại nguyên nhân và kết quả của toàn bộ sự kiện cho tâm trí của bản thân, để rồi hấp tấp, nóng vội và trần lời nói và hành vi của người khác, mà không biết rằng thực ra bản thân rất có thể chỉ là đang cắt câu lấy nghĩa. Mọi thứ mà bạn cho là biết tất cả chân tướng thật ra chỉ là góc nhỏ của một ngọn núi thôi. Hiểu lầm giữa người với người quả thực quá nhiều, chỉ vì phiến diện quá nặng, cố chấp chủ quan, thiếu đi sự khoan dung tha thứ, thà tin vào thực hư, sự hư cấu của bản thân, chứ không chịu buông bỏ thành kiến, thử đi tìm hiểu chân tướng ẩn chứa phía sau. Lòng người phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, không vội vàng chụp mũ phán xét chính là lòng tốt lớn nhất giữa người với người. Có người nói khi bạn nhìn thấu một người mà không bắt chừng họ là khi bạn đã học được ý nghĩa của sự tha thứ và khoan dung. Ghét một người mà không lật tẩy họ là khi đó bạn đã hiểu thế nào là tôn trọng một người. Con người ai cũng có những thiếu sót, đừng vì sự không hoàn hảo của người khác mà quay sang xem thường họ. Bởi có lẽ chính bản thân bạn cũng có những thiếu sót như vậy. Khoan dung với người khác là khoan dung với bản thân. Tốt với người khác là tốt với chính mình. Lincoln nói, cách tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù đó là biến anh ta thành bạn bè. Rước kẻ thù ở khắp nơi rất dễ dàng. Chỉ cần bạn lật tẩy tất cả những người, những việc mà bạn thấy không vừa mắt. Nhưng làm như vậy sẽ chỉ để lại những vết thương, sự thù địch và ghen ghét không hồi kết. Chỉ khi sự khoan dung, bạn mới có được sự nhẹ nhõm. Bởi dẫu sao, thì tâm nếu đã oán, đã ghét, thì đi đâu cũng là nơi không thuận mắt. Thế gian có rất nhiều việc chúng ta không cách nào có thể cảm thấy đồng cảm được, nhưng có thể giữ lại một chút tôn trọng. Đừng làm mọi thứ đến bước đường cùng, để rồi chuốc lại thù hận. Làm người phải biết chừa cho người khác một lối đi. Sau này biết đâu, nếu có chạm mặt, cũng sẽ dễ dàng tươi cười hơn. Có câu thủy thâm bất ngữ, nhân ổn bất ngôn. Càng là nơi nước sâu không thấy đáy, càng không biết được độ nông sâu của nước. Càng là người chín chắn trầm ổn, càng khoan dung và rộng lượng. Có những người có đủ thông minh, nhanh nhạy để nhìn thấu thói đời thế sự, nhưng lại không có trí tuệ biết giữ im lặng. Nhìn thấu một người không đáng để nể phục, bởi lẽ chỉ cần có đủ sự nhẫn nại, bạn luôn có thể nắm bắt được thiếu sót của người khác. Nhìn thấu nhưng không nói toẹt hết ra, đó mới là trí tuệ. Đôi khi bạn cần phải biết khi nào nên giữ lại cho người khác một chút thể diện, một chút tự tôn cuối cùng. Đôi khi chỉ vì một chút chuyện không đáng mà lớn tiếng trách móc sẽ chỉ để lại sự bất mãn. Lật tẩy tới cùng, không để lại chút riêng tư nào cho người khác sẽ chỉ để lại sự căm hận và ghen ghét. Luôn canh cánh trong lòng với những sai lầm của người khác sẽ chỉ để lại thành kiến. Tầm độ lượng mới có thể khoan dung cho người khác, mắt rộng lượng mới có thể nhìn được xa hơn. Đối mặt với thị phi đúng sai, đừng cắn mãi không buông, hồ đồ một chút để lại cho người khác một cơ hội quay đầu. Đó mới là trí tuệ, mới được nhiều người yêu thương. Người không có thiện ác tuyệt đối, việc không có đúng sai tuyệt đối, không đi tới cực đoan, vậy thì sẽ luôn có chỗ cho sự hòa giải. Nhìn thấu lòng người, đừng vội nói toẹt ra cho cả thiên hạ biết. Nhìn thấu thế sự, đừng vội đưa ra phán xét. Luôn cho mình là đúng là nhất, lấy đi thể diện, dồn người khác tới bước đường cùng sẽ chỉ rước thêm sự oán trách, ghen ghét vào thân. Chi bằng hãy để thời gian trả lời tất cả, để lòng mình luôn có thể thanh thản và nhẹ nhõm. 2. Sử dụng đúng 3 yếu tố quan trọng của giao tiếp. 3 yếu tố giao tiếp mặt đối mặt trực tiếp giữa con người với nhau là lời nói, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể.
Sau 60 năm nghiên cứu của các nhà khoa học hành vi, trong giao tiếp mặt đối mặt, tỷ lệ ảnh hưởng của ba yếu tố chính là lời nói 7%, giọng nói 38% và ngôn ngữ cơ thể 55%. Hầu hết mọi người thường nhấn mạnh nội dung lời nói mà bỏ qua tầm quan trọng của giọng nói và ngôn ngữ cơ thể. Trên thực tế, giao tiếp là để đạt được sự nhất quán và đi vào kênh của người khác. Tức là giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của bạn phải khiến cho đối phương cảm thấy những gì bạn nói rất phù hợp với những gì bạn nghĩ. Nếu không thì bên kia sẽ nhận sai thông điệp của bạn. Vì vậy, khi giao tiếp, bạn nên thường xuyên rèn luyện sự thống nhất về nội dung, giọng nói và động tác cơ thể. 3. Có kết nối khi trò chuyện, tập trung vào câu chuyện. Bạn luôn cần có sự kết nối đối với đối phương. Cả hai cùng phải có sự ăn nhập về nội dung và làm cho cuộc trò chuyện trở nên thoải mái và vui vẻ. Nếu bạn có thể nói về những quan điểm giống như đối phương trong suốt cuộc trò chuyện, hai người có sự đồng điệu, thì đối phương sẽ tự nhiên quan tâm đến bạn và có ấn tượng tốt về bạn. Mọi người sẽ coi người đồng ý với ý kiến của họ là người nâng cao giá trị và lòng tự trọng của họ, từ đó thể hiện sự chấp nhận và gần gũi. Nếu rơi vào tình huống không đồng ý với quan điểm của ai đó, chúng ta cũng phải tìm ra những phần mình có thể đồng ý để tạo điều kiện tiếp tục đối thoại. Nếu bạn chỉ có giọng điệu phản đối thì cuộc nói chuyện sẽ đi vào ngõ cụt và sớm thất bại. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng tư duy, đầu óc để tập trung vào đối thoại để có một cuộc trò chuyện thú vị. Trừ khi đó là bạn thân, còn không thì đừng nói về những chuyện buồn bực, khó chịu của bạn cho người không thân thiết. 4. Khen ngợi một cách tự nhiên và có căn cứ. Nhà văn Lev Tolstoy đã từng có một câu nói rất hay ạ. Ngay cả trong những mối quan hệ giữa các cá nhân tốt nhất, thân thiện nhất và trong sáng nhất, sự khen ngợi và tán thành là cần thiết. Giống như dầu cần thiết cho bánh xe, để bánh xe có thể quay nhanh. Muốn có một mối quan hệ giữa các cá nhân tốt, bạn phải học cách khen ngợi người khác mà không để mất cơ hội thể hiện điều này thường xuyên. Tất nhiên, lời khen phải xuất phát từ trái tim. Đồng thời, chúng ta nên chú ý khen ngợi những hành vi và sự thay đổi cụ thể của đối phương, thay vì khen ngợi người này một cách chung chung. Khen ngợi người khác một cách đúng đắn và có căn cứ chính là chìa khóa để giúp bạn đạt được sự thành công trong giao tiếp, giúp bạn tạo được ấn tượng tốt và những cơ hội mới trong tương lai, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.